về chủ đề dọn dẹp đón năm mới thì ngày hôm nay Điện Máy Yên Phát sẽ giới thiệu đến anh chị một thiết bị khá là quen thuộc với mọi người, đó chính là cây lau sàn công nghiệp. Với những đơn vị đã từng sử dụng qua cây lau sàn này rồi thì chắc chắn sẽ công nhận với em một điều rằng nó sẽ ưu việt hơn rất nhiều so với các loại chổi lau nhà truyền thống. Tuy nhiên với những ai chưa biết hoặc là đang có ý định để mua về sử dụng cho đơn vị hay là gia đình của mình thì có thể theo dõi ngay video ngày hôm nay để tìm hiểu kỹ hơn về em này nha. Cây lau sàn công nghiệp hiện nay thì được sử dụng rộng rãi nhằm hỗ trợ lau dọn các bề mặt sàn với diện tích lớn như tại trung tâm thương mại, bệnh viện, văn phòng, chung cư v.v. Khác với loại mà mọi người vẫn hay dùng trong gia đình thì cây lau sàn công nghiệp có bàn lau hình chữ nhật và có độ dài đa dạng, loại 40 và 60cm nhỏ gọn tự có thể sử dụng trong gia đình, phòng khách, phòng làm việc v.v. Lớn hơn thì có 90-110cm có thể dùng tại sảnh chung cư, khách sạn v.v. Về màu sắc thì thường sẽ có hai màu là vàng và xanh để anh chị lựa chọn nha. Cấu tạo của cây lau sàn này khá là đơn giản, gồm một cần lau có chiều cao 1,4m, khá là vừa tầm với chiều cao trung bình của người Việt Nam nha. Vừa lau được một khoảng cách rộng mà người dùng không phải cúi khom người để dùng. Cây lau sẽ nối với bàn lau bằng một khớp nối có thể cố định hoặc xoay linh hoạt, hỗ trợ tốt cho quá trình lau sàn, dễ luồn lách ở gầm bàn, ghế hay là các ngóc ngách. Điểm đặc biệt nhất của cây lau sàn công nghiệp chính là phần bàn lau là một tấm lau cô tông được cố định chắc chắn bởi một khung sắt. Tấm lau được kết từ các sợi vải cô tông nhằm tăng khả năng thấm hút và làm cho bề mặt sàn khô siêu tốc, dễ dàng thu gom bụi bẩn, vệt nước trên bề mặt sàn. Chính vì độ mềm mại của tấm lau mà mình có thể dùng để lau các loại sàn khác nhau, không sợ bị xước hay để lại sợi bụi như là sàn gỗ, gạch tráng men, thậm chí là cả kính nữa. Tấm lau này thì mình có thể rửa ra để giặt sau mỗi lần sử dụng. Như vậy về mặt chất liệu thì mọi người hoàn toàn có thể yên tâm, cây lau nhà rất là chắc chắn và cứng cáp, mình có thể sử dụng lâu dài. Đặc biệt với tần suất phải sử dụng liên tục tại các đơn vị vệ sinh công nghiệp thì cây lau này chắc chắn sẽ kinh tế hơn rất nhiều so với việc sử dụng các loại chổi lau kém chất lượng, dễ hỏng hóc. Vì có cấu tạo đơn giản nên cách lắp cây lau cũng rất là dễ luôn, anh chị có thể theo dõi ở trên màn hình. Bước 1, mình lồng khung sắt vào bên trong bàn lau. Bước 2, cột dây cố định bàn lau vào khung sắt. Và bước 3 là lắp cán vào bàn lau. Như vậy thì Điện Máy Yên Phát vừa chia sẻ đến anh chị những thông tin chi tiết nhất về cây lau sàn công nghiệp. Và đối với các đơn vị kinh doanh dịch vụ vệ sinh thì cây lau sàn này là một thiết bị không thể thiếu rồi. Còn nếu như anh chị nào muốn sắm để sử dụng trong gia đình thì cũng hoàn toàn có thể yên tâm về độ bền đẹp chắc chắn cũng như là hiệu quả làm sạch của em nó. Nếu anh chị cần mua hàng thì có thể liên hệ ngay tới số hotline hoặc để lại thông tin ngay bên dưới, sẽ có nhân viên hỗ trợ trực tiếp anh chị. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.